Rồi, chào các bạn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập môn xác suất thống kê giữa kỳ ha. Rồi, thì sẽ đến với lại câu đầu tiên luôn. Chuyến xe buýt số 50 đầu tiên trong ngày xuất phát lúc 5:30, đi từ cơ sở 1 đến cơ sở 2. Hành trình là một giá trị ngẫu nhiên trong khoảng từ 67, 62 cho đến 67 phút ha. Thì mình sẽ nốt lại đó là mình đi từ 62 cho đến 67 phút. Tìm tỷ lệ chuyến xe có hành trình dưới 65 phút. Đấy, như đây là 65 phút ha. Tìm tỷ lệ nó thuộc cái phần này. Nếu như chuyến hành trình này dưới 65 phút là từ 62 cho đến 65, và mình chia cho không gian mẫu của mình là đi từ 62 cho đến 67 phút ha. 62 cho đến 65 đó là 3 tiếng, chia cho 62 đến 67 là 5 tiếng, đúng không? Đó. Thế 3 chia 5 vậy là bằng 0.6 ha. Thì đáp án của mình nó là 0.6. Rồi mình qua câu số 2. Cho đây, do cái bảng dưới đây nó là một cái bảng phân phối xác suất của hai biến x và biến y. Giả sử x và y độc lập ha, lưu ý cái từ đó độc lập. Rồi, trước hết từ bảng này mình phân tích được điều gì? Là tổng tất cả các cái giá trị cho bảng này nó phải bằng 1 ha. Mình lấy 0,35. Hay mình lấy 0,35, mình cộng với lại a, mình cộng với 0,05, mình cộng với 0,35, cộng 0,1, cộng với lại b thì nó phải bằng 1 ha. Tức là nếu như mình cộng lại thì được đó là khi mình cộng đống này lại được là 0,85 đúng không? Cộng với lại A cộng với lại B sẽ bằng 1. Tức là A cộng B của mình nó sẽ là bằng 0,15. Rồi, vậy thì mình đang cần tìm A với B đó đúng không? Rồi, vậy thì mình sẽ sử dụng dữ kiện đó là x và y độc lập với nhau. Rồi, do x với y độc lập với nhau đúng không? Vậy thì mình xét một cái trường hợp đặc biệt đi, đó là x bằng 1, y bằng 10 ha. Mình lấy một cái cột đầu với lại hàng đầu này. Mình xét trường hợp là x bằng 1 và y bằng 10. Thì mình có như sau. Do x và y độc lập với nhau nên p của x và y ha, cho cái trường hợp x bằng 1, y bằng 10 này thì nó phải bằng px nhân với lại py. Do ở đây x và y độc lập với nhau. Rồi, p của x bằng 1 và y bằng 10. X bằng 1 và y bằng 10 là đã cho là đây 0,35. Rồi, P của x bằng 1. Đây ha, mình ghi rõ đây, x bằng 1, y bằng 10. Cái này là x bằng 1 và y bằng 10 ha. Rồi, vậy thì P của x bằng 1. X bằng 1 thì mình nhìn hàng ngang này, đúng không? Là có ba cái số này thì mình cộng lại với nhau. 0,35 cộng với lại A cộng với 0,05. Đó là bằng 0,4 cộng A. Rồi, P của y bằng 10. P của y bằng 10 tức là cái cột dọc này. P của y bằng 10 thì mình thấy nó là bằng 0,7 ha. 0,7. Rồi vậy mình chia qua thì mình được đó là A là bằng 0,1. Thì mình có A cộng B bằng 0,15. Vậy thì mình suy ra được thôi B là bằng 0,05 ha. Rồi ok. Vậy thì mình đã có A và có B rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Vậy thì bài toán kêu xác định tìm EX ha. Tìm EX. Tìm áp dụng công thức ha, EX thì nó chính là bằng tổng sigma của x nhân cho Fx. Rồi mình có hai cái giá trị x ở đây, đó là trường hợp nhất x bằng 1 rồi nhân cho f của 1, mà f của 1 nó chính là p của x bằng 1 ha, p của x bằng 1 cộng với lại 2 nhân cho f2 tức là p của x bằng 2. Rồi, P của x bằng 1 thì mình nhìn cái hàng x bằng 1 là hàng đầu tiên này thì mình cộng ba cái này lại thì mình được đó là đây là 0,4, nó là 0,5 ha, 0,5. Rồi thì mình suy ra được đó là P cho trường hợp x bằng 2 nó cũng chính là bằng 0,5 luôn. Tại vì sao? Mình chỉ việc là mình lấy 1 mình trừ đi 0,5 ở trên thì sẽ ra cái ở dưới ha. Rồi vậy thì cái này là bằng 1 nhân 0,5 cộng với lại 2 nhân cho 0,5. Đáp án của mình nó là bằng 1,5 ha, 1,5. Ok ha, đáp án là 1,5. Hình như bạn thấy cái bài này mình cần những kiến thức nào? Kiến thức đầu tiên đó là nếu như mình có một cái bảng giá trị này thì bạn luôn nhớ cho mình tổng tất cả giá trị trong bảng phải bằng 1 ha. Là kiến thức đầu tiên. Kiến thức thứ hai đó là gì? Tức là nếu như x và y độc lập với nhau thì mình sẽ có công thức đó là p của x nhân y
x và y đó, thì nó sẽ là bằng tx nhân cho ty. Công thức thứ hai. Và công thức thứ ba đó là trung bình, thì nó chính là bằng tổng sigma của x nhân cho fx. Đó là kiến thức thứ ba mình cần lưu ý. Rồi, ok, mình tiếp tục qua câu số 3. Rồi, câu số 3 là một câu liên quan đến xác suất. Hộp 1 có 16 sản phẩm loại A và 4 sản phẩm loại B. Hộp 2 có 12 sản phẩm loại A và 3 sản phẩm loại B. Chọn ngẫu nhiên từ một hộp và từ đó lấy ra hai sản phẩm thì cả hai sản phẩm đều là loại A. Tìm xác suất hộp được lựa chọn đó là hộp 2. Rồi, vậy thì mình cần tìm xác suất của cái hộp mình chọn, nó chính là hộp 2 đúng không? Trên tờ của mình bạn nhớ ha, nó chính là hộp 2. Rồi, khi mình chọn hai sản phẩm thì chắc chắn rồi, nó chỉ nằm trong hộp 1 hoặc hộp 2 thôi. Nó chính là P của hộp 1 hoặc là 2 ha. Đó thì hai hộp 2 chỗ này nó giống nhau ha. Rồi, ok. Rồi, vậy thì bây giờ mình tính thôi. Xác suất để hai sản phẩm loại A thuộc hộp 2 đó là cái gì? Hai sản phẩm loại A thuộc hộp 2 đó là mình chọn hai sản phẩm trong 12 sản phẩm loại A chia cho hai sản phẩm trên tổng số là 15 sản phẩm của 2 đến 15. Rồi. Vậy thì đây là xác suất để mình chọn được hai sản phẩm loại A từ hộp 2. Vậy thì cái số hộp 2 dưới đây thì nó cũng tương tự con số này thôi, C2 12 chia C2 15. Rồi, xác suất để mình chọn hai sản phẩm loại A của hộp 1. Đúng không? Hai sản phẩm loại A của hộp 1. Đó chính là mình lấy hai sản phẩm loại A đúng không? Là C2 16 chia cho tổng số sản phẩm C2 20. Đó. Mình đã bấm máy tính cái lượng này và mình được nó xấp xỉ 0.4988 à. Đó. Thì mình làm tròn là 499. Rồi, ok ha, mình qua câu tiếp theo. Chọn ngẫu nhiên một điểm M trong hình chữ nhật ABCD. Rồi, mình vẽ hình chữ nhật ra đúng không? Chữ nhật A, B, C, D có chiều rộng là 3, chiều dài là 14. Tìm xác suất để điểm M cách đỉnh A. Đây, đỉnh A ở đây ha, không quá 3 cm. Rồi, vậy thì nếu như mà cái khoảng cách không quá 3 cm thì dễ nhất là mình sẽ vẽ đường tròn tâm A, bán kính bằng 3 ha. Đó, đoạn này là bằng 3, này cũng bằng 3 luôn. Rồi, vậy thì để điểm M cách đỉnh A không quá 3 cm thì tất nhiên rồi, điểm M sẽ nằm trong cái phần màu xanh dương này đúng không? Vậy thì xác suất để điểm M nằm trong phần màu xanh dương này chính là mình lấy diện tích của phần xanh dương đúng không? Phần xanh dương và mình chia cho diện tích của hình chữ nhật là xong. Diện tích của cái phần màu xanh dương đó là 1/4 của hình tròn đúng không? 1/4 của một cái hình tròn, 1/4 pi nhân cho r bình phương. Rồi đây là 3 ha, 3 bình là 9. Chia cho diện tích hình chữ nhật nó là bằng 3 nhân cho 14. Đúng không? Chiều dài nhân chiều rộng. Rồi mình bấm máy cái lượng này ha. Rồi đây là 0.25 nhân cho pi nhân cho 9 chia 3 nhân 14. Đó mình được đáp án à, xấp xỉ 0.1682 ha. 683 đúng không? Xấp xỉ 0.1683 ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại câu số 5. Tuổi thọ của một linh kiện là một kiện ngẫu nhiên theo phân phối mũ ha, phân phối mũ. Trung bình là 8.000 giờ. Rồi thì trung bình của một cái biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối mũ nó chính là bằng 1 chia cho lambda ha. Rồi thì mình biết rồi, cái này bằng 8.000. Vậy thì mình suy ra được đó là lambda là bằng 1/8.000 ha. Rồi. Tìm tỷ lệ linh kiện có tuổi thọ dưới 500 giờ. P của một cái linh kiện dưới 500 giờ thì nó chính là bằng F lớn của 500. Rồi, vậy thì F lớn của 500, vậy thì hàm F lớn của phân phối mũ theo công thức đó là 1 trừ E mũ trừ lambda nhân cho T. Rồi, vậy thì cái này nó là bằng 1 trừ E mũ trừ lambda 1/8.000 nhân cho T là 500. Nên mình bấm máy ha.
1 trừ e mũ trừ 500 chia 8.000 xấp xỉ 0.0606 à. Cái này xấp xỉ 0.0606. Rồi thì như bạn thấy mình chỉ việc áp dụng các cái công thức có liên quan đến hàm phân phối mũ là được rồi ha. Thì như bạn thấy mình cần chú ý một cái điều đó là cái p của x bé hơn 500 thì đây chính là định nghĩa của hàm f lớn nè. Các bạn chú ý cho mình cái này. Rồi, ok, mình tiếp tục. Câu số 6. Số lỗi trên một sản phẩm do các công nhân ở một xưởng làm là một biến ngẫu nhiên rời rạc theo phân phối Poisson với trung bình là 1,5. Thì cái trung bình của phân phối Poisson thì nó chính là bằng lambda luôn ha, bằng 1,5. Rồi. Thì câu hỏi đó là tìm tỷ lệ có đúng ba lỗi trong những sản phẩm có lỗi. Và trước hết là mình tìm xác suất để một sản phẩm có lỗi. Đúng không? Mình gọi x là số lỗi. Đó, x là số lỗi. Vậy thì để một sản phẩm có lỗi vậy thì x của mình nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 1. Đó, mình cần xác định cái này trước ha. P của x lớn bằng 1. Đó chính là bằng 1 trừ cho P x bé hơn 1. Mà P x bé hơn 1 nó chính là P của x bằng 0. Đó chính là bằng 1 trừ cho E mũ trừ lambda là 1.5 nên 1.5 mũ 0 chia 0 giai thừa. Rồi vậy cái này nó chính là bằng, mình bấm máy ha, 1 trừ E mũ trừ 1.5. Đó, mình thu được con số này. Rồi vậy mình store A đi ha. Đó, lưu đây là A. Rồi thì như các bạn thấy cái A này nó chính là xác suất để một cái sản phẩm nó bị lỗi ha, bị lỗi thì lại sản phẩm có đúng ba lỗi trong những sản phẩm có lỗi, đó chính là p của x bằng 3. Và khi chúng ta biết được rằng đó là x lớn hơn hoặc bằng 1 thì mình cứ áp dụng công thức đó ha, chính là p và hai cái này n với nhau, hai cái này và với nhau mình có x bằng 3 và x lớn hơn là bằng 1, đó chính là p của x bằng 3 chia cho p của x lớn hơn là bằng 1. Rồi cái mình bấm máy dễ dàng đó ha. P x bằng 1 thì mình đã lưu vào A rồi. Còn p của x bằng 3 thì mình có áp dụng công thức ha. Đó chính là bằng e mũ trừ lambda nhân cho lambda mũ k 1.5 mũ k, k đây bằng 3 ha, chia cho 3 giai thừa. Yeah, mình được đáp án đó là khoảng 0.1616 0.1616 sắp xỉ ha. Rồi thì như các bạn thấy mình cần áp dụng một số cái kiến thức ở trong bài này. Kiến thức thứ nhất đó là giá trị trung bình của một cái phân của một cái biến ngẫu nhiên theo phân phối Poisson, đó chính là bằng e mũ x, chính là bằng lambda. Rồi tiếp theo đó là tìm tỷ lệ sản phẩm đúng ba lỗi trong những sản phẩm có lỗi, tại vì mình cần tìm xác suất những sản phẩm có lỗi. Có lỗi thì sao, thì cái số lỗi nó phải lớn hơn hoặc bằng 1 ha, tức là p của x lớn bằng 1. Thôi thì cái này mình truyền lấy cái đối của nó ha, là bằng 1 trừ đi p x bằng 0. Rồi p x bằng 0 thì mình bấm dễ dàng rồi, mình có công thức này rồi thì mình lưu cái này vào bên A, sau đó là mình áp dụng công thức là được ha. Rồi mình qua câu số 7. Một biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất f nhỏ x là bằng cos x trong trường hợp x tụ 0 đến pi chia 2 là bằng 0, trong trường hợp x không tụ bằng này. Tìm xác suất để trong 8 phép thử độc lập. Đúng không? Trong 8 phép thử có đúng một lần x nhận giá trị nhỏ hơn pi chia 6. Trước hết mình cần xác định cái xác suất để x nhận được giá trị nhỏ hơn pi chia 6, tức là p của x bé hơn pi chia 6 nó sẽ bằng bao nhiêu. Rồi vậy thì dễ ha, nó sẽ là tích phân từ, thì ở đây là pi chia 6 đúng không,
thì nó thuộc trong cái khoảng từ 0 đến pi chia 2. Vậy thì xác suất là Tx bé hơn pi chia 6 đó chính là bằng tích phân từ 0 cho đến pi chia 6 đúng không? Mình lấy cạnh dưới. Rồi, của cái hàm em nhỏ x là hàm cos x dx ha. Còn cái mình bấm máy tính. Phân từ 0 cho đến pi chia 6 của cos x. Đó là mình được con số này 1 phần 2. Rồi. Vậy thì đặt này là bằng P nhỏ ha, cho mình dễ làm việc. Rồi, vậy thì trong 8 phép thử độc lập, đúng không? 8 phép thử thì có đúng một lần thuộc vào phân phối nhị thức nào. Tức là cái xác suất của mình nó chính là bằng trong 8 lần, trong 8 phép thử có đúng một lần thôi là C18 nhân cho P nhỏ mũ 1 nhân cho 1 trừ P mũ 8 trừ 1 là 7 ha. Đây, 8 trừ 1 là 7. Rồi, vậy thì mình có mấy cái này ha. C18 là 8 nhân cho 0.5 đúng không? 1 phần 2 nhân cho 0.5 mũ 7. Đây, thì đây chính là cái đáp số của mình ha. 0.3125 ha. 0.3125. Thì như bạn thấy trước hết mình cần xác định cái xác suất để x nhận giá trị nhỏ hơn pi chia 6. Đó là mình sẽ áp dụng công thức đó là tích phân của hàm mật độ xác suất ha, không đến pi chia 6 của cos x. Và mình lưu cái này bằng P nhỏ. Rồi vậy thì trong 8 phép thử độc lập có đúng một lần thì mình sẽ áp dụng công thức của phân phối nhị thức ha. C18 nhân cho P mũ 1 nhân cho 1 trừ P mũ 8 trừ 1 là bằng 7 ha. Rồi, vậy thì mình bấm máy thì mình thu được là bằng 0 chấm. Đây là 0.0 ha. 3125. Mình sẽ qua câu tiếp theo ha. Câu số 8. Ba người ABC cùng thi bằng lái xe, xác suất thi đậu của từng người theo thứ tự đó là 0.87 nè, 0.6 và 0.65. Xác suất để đúng một trong ba người thi đậu. Rồi vậy thì cái này cũng không quá khó ha. Vậy thì một đúng một trong ba người thi đậu, vậy mình sẽ ba trường hợp thôi. A đậu, B rớt, C rớt. B đậu, A rớt, C rớt. C đậu, A rớt, B rớt. À, rồi. Trường hợp thứ nhất đó là trường hợp A đậu thì xác suất của A đậu đó là 0.87. Và B rớt thì mình lấy 1 trừ 0.6 đi thôi ha. Đó. Và C rớt 1 trừ 0.65. Rồi tương tự do ba cái này nó hoặc ha, là một trong ba cái xảy ra, nghĩa là mình sẽ lấy dấu cộng ha. Rồi trường hợp tiếp theo đó là A rớt 1 trừ 0.87 nhân 0.6 nhân 1 trừ 0.65. Trường hợp tiếp theo đó là C đậu ha. C đậu là 0.65. Đây là 1 trừ 0.87 và 1 trừ 0.6 ha. Rồi, mình bấm máy tính cái lượng này là xong. 0.87 nhân 1 trừ 0.6 nhân 1 trừ 0.65 cộng 1 trừ 0.87 nhân 0.6 nhân 1 trừ 0.65 cộng 1 trừ 0.87 nhân 1 trừ 0.6 nhân 0.65. Đây, thì mình thu được đáp án nó là 0.8129 à. Đây là bằng 0.1829 à. Đó, rồi, như bạn thấy bài này cũng không quá khó đâu ha. Vậy thì để đúng một trong ba người thi đậu thì sẽ có một người thi đậu và hai người còn lại thi rớt. Vậy mình sẽ xét ba trường hợp thôi là đủ ha. Tiếp theo mình đến câu 9 à. Đến với câu số 9. Một lớp có 50 học sinh. Tổng kết cuối kỳ có 16 học sinh giỏi toán. Học toán là 16. Giỏi văn là 18 học sinh. Giỏi toán và văn ha, toán lẫn văn, tức là toán và văn là 6. Rồi, tìm tỷ lệ học sinh giỏi cả toán và văn trong những học sinh giỏi ít nhất một môn. Thì những học sinh giỏi ít nhất một môn, tức là học sinh này giỏi toán đúng không,
hoặc là giỏi văn. Đó. Rồi, giỏi ít nhất một trong hai môn là toán hoặc là văn thì mình sẽ áp dụng công thức ha. Số phần tử của cái này nó chính là bằng số phần tử học sinh giỏi toán cộng với lại số phần tử học sinh giỏi văn trừ đi số phần tử của học sinh giỏi toán và văn ha. Đó, cái công thức này nó giống như công thức của xác suất cộng ha. Đó. Vậy thì học sinh giỏi toán là 16, học sinh giỏi văn là 18, trừ học sinh giỏi toán và văn là 6. Thì nó chính là bằng 34 trừ 6 đi 28 à. Vậy thì cái xác suất mình cần tìm đó là học sinh giỏi toán lẫn văn là 6. Trong những học sinh này là chia 28. Thì mình bấm máy cái này ha. 6 chia 28. Đấy, thì đây là đáp án của mình ha, 0.2143. Như bạn thấy, ở đây mình có áp dụng cái công thức đó là số học sinh giỏi toán hoặc là văn thì nó giống như công thức cộng bên xác suất ha. Thì mình sẽ nốt lại đây một xíu. Đó là P của A cộng B. Thì nó chính là bằng P của A cộng với lại P của B trừ đi P của A giao B ha. Thì cái này là cho trường hợp đây là xác suất đúng không? Xác suất. Rồi còn ở đây mình áp dụng cho số phần tử ha. Tại vì sao mình áp dụng được? Dễ ha, tại vì mình chỉ việc mình nhân vào hai vế cái số phần tử của không gian mẫu thì mình sẽ thu được cái công thức cũng như thế này luôn ha. Rồi mình qua câu tiếp theo ha, câu số 10. Có 3 địa điểm mà một người thường xuyên câu cá. Xác suất để người đó câu cá ở mỗi địa điểm lần lượt là 0,1, 0,15 và 0,2. Trong một ngày nó thả câu cá 6 lần ở cùng một địa điểm thì tính xác suất ăn về tay không là bao nhiêu? Rồi chúng ta có đó là chúng ta mình gọi ba điểm đó lần lượt là A, B và C ha. Rồi nếu như người ta chọn câu cá địa điểm A hoặc địa điểm B hoặc địa điểm C, rồi xác suất để chọn được ba địa điểm này của mỗi cái nó chính là 1/3 ha, đúng không? 1/3 khả năng là anh sẽ đến từng cái điểm này. Rồi trong từng cái địa điểm thì mình có đó là xác suất để anh ấy thả câu 6 lần và về tay không thì mỗi lần thả câu ở địa điểm A thì cái xác suất anh ấy bắt được cá là 0,1 thì cái xác suất anh ấy về tay không trong một lần nó là 0,9, nhưng ở đây anh ấy thả 6 lần trên cùng cái địa điểm này nên là mình phải mũ 6 lên ha. Và tương tự ở dưới đây sẽ là 0,85 mũ 6 và đây là 0,8 mũ 6. Vậy thì mình áp dụng công thức thôi. Mình thì đáp về vậy thì cái xác suất của mình cần tìm là bằng 1/3 đúng không? Lấy cái đầu tiên mình nhân với con số đầu này nhân với lại 0.9 mũ 6 cộng với lại 1/3 mình nhân với cái tiếp theo 1/3 nhân cho 0.85 mũ 6 cộng với lại 1/3 hoặc là mình nhân vào cái nhánh ở dưới 1/3 nhân 0.8 mũ 6 à. Rồi vậy thì bây giờ mình bấm máy tính và mình lấy 1/0.9 0.9 mũ 6 mình chia cho 3 cộng 0.85 mũ 6 chia cho 3 cộng 0.8 mũ 6 chia cho 3 ha. Thì đây là đáp án của mình 0.3902 ha. Đó, đáp án là 0.3902. Còn thì như bạn thấy những cái bài toán này thì nó liên quan đến công thức Mayes ha. Thì nghĩa là mình phải xác định được cái biểu đồ của nó, tức là người ta có thể câu ở địa điểm A hoặc địa điểm B hoặc địa điểm C với xác suất tại mỗi địa điểm là bằng nhau, là bằng 1/3. Rồi cái trường hợp người ta câu 6 lần tay trắng ở địa điểm A đó là 0,9 mũ 6, tương tự 0,85 mũ 6 và 0,8 mũ 6 cho địa điểm B và C ha. Rồi về mình chỉ việc mình lấy cái xác suất ở nhánh đầu mình nhân cho cái xác suất ở đằng sau mình cộng lại của ba nhánh ha, là mình được đáp án. Rồi mình qua câu số 11. Rồi cho một điểm ngẫu nhiên x có hàm mật độ xác suất là f nhỏ là bằng 1/2 cộng với lại x. Cho trường hợp x thuộc đoạn từ 0 đến 1 và x thuộc 0 đến 1. Rồi x bằng 0 cho mọi x không thuộc cái khoảng này ha. Tìm phương sai của x. Rồi vậy thì cái phương sai của mình công thức của chúng ta nó chính là bằng tích phân của x bình phương f(x) trừ đi
EX. À, là đây là E bình phương thôi, là cái giá trị trung bình bình phương lên. Và bây giờ mình sẽ điền các cái cạnh vào ha. Rồi, tích phân từ 0 đến 1 của x bình phương Fx. Thì cái Fx của mình ở đây nó là hàm ở đây luôn ha, là x cộng 1 phần 2. Rồi mình trừ cho E bình phương, E của mình là tích phân từ 0 đến 1 của x nhân cho Fx. Rồi mình lấy tất cả cái này mình bình phương lên. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là mình bấm máy cái lượng này là được ha. Đó là tích phân từ 0 đến 1 của tích phân từ 0 đến 1 của x bình phương Fx là x cộng 1 phần 2. Lấy cái này trừ đi tích phân từ 0 đến 1 của x nhân cho Fx. Lấy tất cả cái này mình bình phương lên thôi. Đó, thì đây là đáp án của mình 0.0764. 0.0764. Ok. Thì bài toán này là một bài toán mình áp dụng công thức thôi ha, nên mình cũng không có nói gì nhiều đâu. Qua câu số 12. Quýt đường Lai Vung là một thương hiệu trái cây yêu thích của Đồng Tháp. Rồi. Ok ha, giả thiết trọng lượng của các trái quýt đường sau khi thu hoạch là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, chuẩn là phân phối chuẩn với kỳ vọng là bằng 160 gram, tức là mình đặt đây là cái mu ha bằng 160 gram và phương sai sigma bình phương đó chính là bằng 256 gram. Rồi, vậy thì người ta mua 2.000 trái quýt, dự đoán số trái quýt có trọng lượng trên 168 gram là P của X lớn hơn 168 gram. Đó, mình gọi X này là khối lượng của trái quýt rồi. Rồi, vậy thì xác suất để X lớn hơn 128, mình áp dụng công thức đổi biến ha. Mình đổi X qua biến Z. Và mình đổi cái 168 này qua biến mới là bằng 168 trừ đi mu, tức là trừ đi 160 chia cho sigma, tức là mình lấy căn bậc 2 của cái này đi, sigma của mình bằng 16 đúng không, 16 mình chia cho 16. Rồi vậy thì mình đổi nó ra được là P của Z lớn hơn ha, mình bấm máy cái này là 8 chia 16 là 0,5 ha, để khỏi có bấm máy. Còn này là 8 chia 16 là 0,5 luôn. Rồi, và thì mình cần tra bằng cái giá trị của xác suất này bằng bao nhiêu? Thì mình tra bằng cái này là bằng 0.3085. Rồi, vậy thì cái này là xác suất để một cái khối lượng của một trái quýt ha, lớn hơn 168. Là mình đã nói như đây. Mua 2.000 trái quýt. Nên mình lấy cái con số này mình nhân với lại 2.000 là mình được ha. Đặt đây là bằng P nhỏ. Vậy thì cái đáp án của mình đó chính là bằng mình lấy 2.000 đúng không? Mình nhân cho P nhỏ. Rồi, mình bấm máy thôi. Lấy cái kết quả này 0.3085 mình nhân cho 2.000 là được 617. Đó, 617. Thì bài toán này đầu tiên mình cần xác định cái xác suất để khối lượng của một trái quýt có cái giá trị lớn hơn 168 là mình dùng công thức của phân phối chuẩn ha. Mình đưa nó về phân phối chuẩn chuẩn tắc ha, hoặc là mình áp dụng công thức là mình đổi nó qua biến Z mới và từ đó mình tính nữa ha. Và đây đó là xác suất cho một trái quýt, nhưng người ta nói đây là 2.000 trái quýt ha, 2.000 trái quýt. Vậy thì mình chỉ việc mình lấy 2.000 mình nhân cho cái xác suất của một khối lượng của một trái quýt lớn hơn 168 là được ha. Rồi, vậy thì mình qua câu số 13. Một thành phố có 3 triệu dân với tỷ lệ yêu thích môn bóng đá là 13% là P nhỏ là bằng 0.13. Ta hỏi ngẫu nhiên 15 người trong thành phố này tìm phương sai ha. Thì bài toán này thuộc phân phối nhị thức ha. Vậy thì phương sai của phân phối nhị thức V là sẽ là bằng N nhân cho P nhân cho Q. Người ta hỏi bao nhiêu người, N bằng 15 người. P ở đây của mình nó là 0,13. Q của mình là 1 trừ 0.13 ha. Bấm máy. Đó, mình được đáp án
là bằng 1.6965 ha. Bài này thì cái kiến thức trọng tâm đó là mình phải nhớ đó là phương sai của phân phối nghĩa thức, nó sẽ là bằng V là bằng N nhân T nhân Q. Rồi mình qua câu số 14. Rồi tìm tham số K phù hợp để hàm F thỏa F nhỏ x là bằng K nhân cho x bình trừ 1 với mỗi x thuộc cái khoảng này ha, 1 đến 3. Rồi, vậy thì bạn chỉ nhớ cho mình đúng một cái công thức cho cái hàm mật độ xác suất đó là gì? Nếu như nó là phân phối rời rạc thì tổng sigma của cái thằng F nhỏ thì nó phải bằng 1. Đó. Rồi còn cho cái trường hợp nó là một cái biến liên tục như cái bài toán này, đúng không? Làm biến liên tục là thì mình có là mình đổi cái tổng sigma qua tích phân thôi của F nhỏ ấy, phải bằng 1. Rồi vậy thì sigma thì cái cạnh của mình nó là gì? Thì mình nhìn hai cái cạnh của cái điều kiện 1 và 3, đúng không? 1 và 3. Phân từ 1 đến 3 của F nhỏ ấy, thì mình nhìn cái hàm nào khác không là mình lấy hàm đó. Rồi vậy thì nó là k nhân cho x bình phương trừ 1 đến nó phải bằng 1. Rồi cái k là hằng số mình đưa nó ra khỏi tích phân. Đó. Rồi vậy thì mình bấm máy cái lượng bên trong tích phân từ 1 đến 3 của x bình phương trừ 1. Rồi mình chỉ việc là mình lấy 1 chia cái này thôi là được, là ra k ha. 1 chia là bằng 3/20 ha. 3/20 là 0,15, đúng không? Rồi ok. Vì bạn chỉ cần việc nhớ cho mình cái công thức của cái dạng bài này, đó là nếu như nó rời rạc thì mình có nó là tổng sigma của F nhỏ x là phải bằng 1. Còn cái trường hợp của mình là một cái biến ngẫu nhiên liên tục thì là đổi cái dấu tổng sigma thành tích phân thôi. Và mình nhìn cái cạnh của nó là từ 1 đến 3 thì mình lấy từ 1 đến 3 của hàm F nhỏ x nó sẽ bằng 1. Rồi mình bấm máy là mình được ha. Đây là có K.